Hello cả nhà. Hôm nay em đi lên em về em nấu vịt nha cả nhà. Em nấu vịt với lại thơm với lại nấm cả nhà. Nấm thì em chuẩn bị có nấm nấm trắng này với lại nấm nấm đông cô nè cả nhà. Với lại có mình thơm. Vịt thì em ướp hồi sáng rồi. Bên này thì ít trồng muỗng lạc nữa mình trồng vô để ăn với bụng cả nhà. Đó. Em mua một trái thơm luôn mà nó hư nửa trái, còn hơn nửa trái thôi cả nhà. Còn nửa trái em biết nấu nó có ra có cái mùi thơm không. Đúng đó, hôm nay vịt nấu thơm mà thơm ít quá. Ok con. Bây giờ em đi sơ chế nghe cả nhà. Em chuẩn bị vịt, rau muống, thơm, cà rốt, xả, nấm đông cô. Với lại nấm trắng này cả nhà. Với lại hành ngò với hai củ hành tím nữa cả nhà. Rồi bây giờ em bên đây bắc chảo bắc nồi rồi này. Rồi bây giờ em đi nấu nha. Đấy, bây giờ em đang thủy hành cho nó thơm này cả nhà. Đấy, hành hành này nó vàng nó thơm thơm rồi thì em đổ vịt vào này cả nhà. Vịt này thì em ướp hơi sáng rồi cả nhà. Đấy. Vịt thì có trứng có gan cả nhà ơi. Chắc em bỏ gan ra để lát nữa bỏ vô sau có lợi nó chỉ vị đó cả nhà. Nó đảo sớm nó bị. Em ướp đây thì cũng ướp gia vị giống như thường ngày mình ăn vậy, với thêm có một tí dầu điều nữa đó cả nhà. Dầu điều cho có cái màu một tí. Giờ em bảo qua cho nó xăng rồi em đổ nấm đông cô vào luôn rồi cả nhà. Tại nấm đông cô nó lâu chín nên mình hâm chống luôn. Mà vịt này thì nó cũng nhanh chín lắm cả nhà. Em bỏ nấm đông cô vào luôn. Đồng đó là phải nấu trái rưỡi hai trái thơm là cả nhà, nhưng mà mua thơm bị cắt một bên nó bị hư, mua trái bự mà một bên nó bị hư, còn có một bên thôi, còn một nửa thôi cả nhà. Bây giờ em xào cho nó sáng lại nha cả nhà, rồi em đổ nước vào. Hôm nay đi về mua nước dừa mà không có dừa tươi cả nhà ơi. Thôi thì nấu bằng nước cũng được. Còn dừa lon thì hết rồi. Rồi vịt nha em cũng xăng rồi nè cả nhà. Xăng chắc rồi, bây giờ em đổ nước vào ha. Hôm nay em nấu nước sôi em đổ vào luôn. Tại vì cái thịt vịt này hâm nó cũng hơi lâu đó cả nhà. Bây giờ em hâm cái khoảng 20 phút xong em bỏ mấy cái gia vị vô kia vô sau nữa cả nhà. Wow, chưa chết mà nhìn thấy nồi nước là thấy hấp dẫn rồi đó. Bây giờ em bỏ xả với lại thơm vô này cả nhà. Đó, bây giờ em đổ cà rốt vào nữa cả nhà. Cà rốt vào cỡ 1 phút, 2 phút, vài phút sau rồi em đổ thêm mà nấm vào nữa. Hôm nay một cái xoong nó đây nó đặc trôi luôn này cả nhà. Tại hai vợ chồng nấu cái nồi bự quá ăn cũng hết, nấu cái nồi này là ăn là vừa đẹp luôn cả nhà. Lạc nữa mình múc ra nó cái chảo rồi xong mà mình ra mình trồng rau muống mà ăn với bụng với cả nhà. Lát nữa em đổ nấm vào nha cả nhà, cho cà rốt nó chín tí đã. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cái nồi súp của em cũng chín đây nè cả nhà. Rồi bây giờ em múc ra cái chảo rồi ăn nha cả nhà, ăn với bún nha. Bỏ lên bếp ga cho nóng mà ăn với bún nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn nha.
À, đi làm vì trời hôm nay cũng thè thè thè. Nhưng mà không biết ăn ngoài vườn hay là ăn ở trong nhà này cả nhà. Và bây giờ em đi múc ra ngay cả nhà, múc ra chảo. Nhìn ngon thì thôi rồi. Em múc ra chảo đem bỏ rau hành vào. Bỏ vào miệng rau hành này này, đó. Hấp dẫn chưa? Một son luôn. Đi ngặt luôn này cả nhà. Rồi bây giờ xong rồi này cả nhà. Ăn chỉ rất chi là đơn giản luôn. Đã. Rồi bây giờ em bưng ăn này cả nhà. Xong xuôi. Vậy là có một nồi lẩu vịt ăn luôn này cả nhà. Vịt nấu thơm ăn về bụng. Ăn với bún cũng được mà ăn lẩu cũng được. Món này ăn rất là dễ ăn luôn cả nhà. Hello cả nhà. Hôm nay Cương đi làm về cũng chưa kịp tắm luôn cả nhà, đói bụng quá. Hello cả nhà, ăn lẩu phải không? Ăn lẩu ta, Lẩu vịt được mà ăn bún vịt cũng được. lẩu vịt hoặc bún vịt thì tùm lum, Dạ, cái vịt đúng rồi. con vịt trong đây là có vịt vịt đây cả nhà. Đó, ăn thì phải có bún, Rồi. chan nước lèo vô, thơm đó. Hôm nay on gái không có đói bụng nên như không ăn cả nhà. Nấm đó, vào. Ăn Cả cả chai nhà, nước mắm bỏ miếng mắm vô, rồi bỏ miếng rau muống vô, Dạ, bỏ trong muỗng vô rau muống nha. cả nhà. Đúng rồi. Rồi muống quá trời, rau muống đắt lắm cả nhà, đưa đây mấy Nhiều chục đó ngàn, mà sao mấy chục ngàn đó, trăm nhiêu mấy ngàn. trăm mấy chục ngàn luôn, kinh Ờ, nhiêu đó hai bỏ điểm năm thế. đồng đó. Được, nó ngọt anh hả? Toàn đồ mua đồ ngọt hết. Nước ngọt tại vì có thơm, Thơm rồi nấm đông cố, cà rốt. hai ba lỗ nấm, Rồi thơm rồi cái gì đó xả. Wow, nhìn thấy ngon quá. tính ăn ngoài vườn nhưng mà ngoài vườn có nhạc lớn quá nên gọi Ba đi bên vô trong nhà. cạnh ba mượn nhạc lớn quá cả nhà ơi, nên như bưng vô nhà ăn cho cái này ăn ngoài chắc ngoài trời nó mặc mát mát ăn chắc ngon lắm. Đó, nhìn cái nồi nước hấp dẫn quá ha. Đi làm về thì mình khỏi tắm, rửa rửa tay rửa chân thôi, rửa mặt rửa tay rửa chân là mình vui vui ăn thôi. Thế này ăn xong đi bộ một vòng xong tắm về tắm nè, ăn xong đi exercise xong về tắm. Chung là mình nấu cái gì mà mình cảm thấy gia đình mình ăn ngon là được rồi cả nhà nữa. Ngon anh, quá Quá ngon ngon. luôn. Hôm nay cho anh chiếm sống một mình về cái nồi lẩu vịt luôn à. Đủ sắc Ngon không? màu. Ăn cho miếng cho muốn đó. Dạ đúng rồi. Nó sôi sùng sục rồi. Cái này mà nấu vịt nấu cháo mà ăn rau muống ngon lắm. Bữa nào nấu vịt nấu cháo của anh hả? Hôm nay cũng định nấu đó nhưng mà đi mua khoai môn rồi không có cả nhà, nó phải lắng có mà do đi làm về trễ. Bữa nào chủ nhật đi mua đồ trước đi và thứ hai thứ ba nấu. Lâu rồi cũng ăn vịt nấu cháo luôn. Hình như cái clip nhà mình cũng chưa có vịt nấu cháo đúng không? Đúng rồi. Hà lửa nhỏ xuống đi ba. Nó ra muỗng nó chín quá.
ngon. Trời hôm nay thì cũng nắng nhưng mà nó cũng lành mỹ. Quay ngoài vườn thì trời nó sáng sủa hơn, nhưng mà bên cạnh nhà nó mới nhạt cả nhà. Nên chưa bưng vô lại đây. Bưng ra ngoài vườn rồi đó cả nhà. Wow, ngon. Rồi, chén thứ hai cả nhà, mời cả nhà. Rồi, miếng thịt nè. Kia gán mà. Gán hả? Gán phải không? Dè đúng rồi. Nấm. Cà ngớt. Rồi, miếng thịt nữa. Quá trời. Ăn đi, ăn nhiều vô nhà mình nấu mà đâu có đi ra nhà hàng cho đồ gì đâu. Quá trời còn ngoài nữa. Từ từ mà ăn. Ừ. Từ từ mà ăn mới thưởng thức thôi. Đâu có ai hồi hộng gì mà hấp tấp cho là mệt. Đây là nhà, mời cả nhà. À, ngon quá. Hôm nay có Hana buồn hơn, có Măng Kiên nói, ai nói chuyện buồn quá cả nhà ơi. Kêu mẹ nó cũng chiều xuống ăn hết, nó kêu nó no rồi. Lạc nữa nó nói lạc nữa nó ăn bánh bao và uống sữa thôi, nó không ăn cơm. Nó được nó sôi sục sục luôn, ngon không? Cái này là phải ra tay rồi đó. Ngon. Muốn cả nhà. Muốn mình thì đắt lắm. Mà ngon. Rồi cái clip dài rồi. Bye bye cả nhà. Bye cả nhà, hẹn lần sau.